October ai dạy October vậy? Ngày 18 tháng 10. Đó là giờ con đang quay, đó là giờ đó, bữa nay là bên giờ 9 giờ là 9 giờ 5 phút rồi đó, con chỉnh 9 giờ 5 phút cho mẹ đây. Mẹ mẹ là 18 tháng 10. Thứ ba. Giỏi, giờ thứ ba là gì? Kéo lên thứ ba đi. Thứ ba đâu? Sai rồi, đó thứ tư chú ơi. Điểm 1, 2, 3. Thứ ba, đúng không? Đúng rồi, kiếm đây rồi nè. Thứ không. Thứ một. Rồi, giờ chỉnh 9 giờ 5 phút đi, chuẩn bị đi ngủ đó nha. 9 giờ 5 phút đâu? Nhanh lên. Tiêm ngắn cái số 9 nữa. Tiêm ngắn số 9, tiêm dài số mấy? Tiêm dài 9. 5 phút nha. Đây. Ồ, chính xác vậy. Hay quá ta, giỏi. Rồi, bây giờ sắp mưa rồi, giờ chỉnh thời tiết đi. Sắp mưa rồi, có nhiều mây nữa, chỉnh gì giờ? Ủa, nhưng mà mùa này. Ừ, đúng rồi, mình đang mùa thu á, đúng rồi. Có gì mùa xuân. À, không, đó mùa hè con, mùa xuân là cái mùa có hoa nở á, thấy không? Mùa. Đúng rồi, còn mùa có tuyết. Mùa có tuyết, mùa lạnh. Mùa lạnh là mùa đông. Rồi, rồi chị tối chị. Chuẩn bị đi ngủ. Tối. Đúng rồi. Rồi giờ nó ở gần đây. Tối luôn rồi đó, tối hẳn luôn rồi đó. Tối rồi ơi. Quang mặt trăng luôn rồi đó con. Tối rồi. Hả? À? Sắp tối tối rồi. À, sắp tối, tối hả? Để còn thời gian chơi á. Ghê không? Hả? Đi chút một cái vé của nó. Rồi, rồi giờ nào, bây giờ là 9 giờ 7 phút rồi đó. Mình quay phim 2 phút rồi đó. Với con 1 phút nữa nó sẽ qua hướng. Rồi thôi giờ mình dẹp mình đi ngủ nha. Bye bye.